Những thông tin về việc giấy phép lái xe sẽ có 12 điểm đã gây không ít sự chú ý trong người dân. Liên quan đến vấn đề này, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Bộ này đang xây dựng dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe. Theo dự thảo, trừ điểm giấy phép lái xe không phải là hình thức xử phạt vi phạm hành chính. Hành vi vi phạm đã bị trừ điểm giấy phép lái xe thì không áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép lái xe nữa. Bộ Công an đề xuất 189 hành vi, nhóm hành vi sẽ bị trừ điểm giấy phép lái xe. Số điểm bị trừ sẽ tương ứng với tính chất, mức độ của từng hành vi vi phạm. Trong đó, 28 hành vi, nhóm hành vi sẽ bị trừ 12 điểm, tức là hết sạch điểm của giấy phép lái xe. Những hành vi, nhóm hành vi này gồm: điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở. Điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy. Ngoài ra, còn có điều khiển xe chở hàng vượt trọng tải cho phép tham gia giao thông được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe trên 150%. Đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng, chạy quá tốc độ trên 35km/h. Bộ Công an cho hay đây là những hành vi vi phạm có tính chất cố ý, nguy hiểm, nguy cơ cao gây tai nạn giao thông, hủy hoại công trình giao thông. Do vậy, mức trừ điểm sẽ áp dụng là tối đa. Vẫn theo Bộ Công an, việc trừ điểm phục hồi điểm giấy phép lái xe được tự động thực hiện trên hệ thống cơ sở dữ liệu. Dữ liệu về điểm, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe được lưu trữ trong hệ thống cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông và trừ giấy phép lái xe. Bộ Công an cũng cho biết quy định về trừ điểm giấy phép lái xe vừa có tính chất răn đe, vừa có tính chất giáo dục, động viên về việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Mỗi lần bị trừ điểm như là tiếng chuông cảnh báo giúp người lái xe chấp hành pháp luật tốt hơn. Giấy phép lái xe chưa bị trừ hết điểm, người lái xe tiếp tục được điều khiển phương tiện tham gia giao thông, không ảnh hưởng đến hoạt động tham gia giao thông, hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống của người dân. Quy định còn bảo đảm tính nhân văn của pháp luật Việt Nam và quyền của công dân được quy định trong hiến pháp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, ứng dụng chuyển đổi số trong công tác, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình hiện nay. Việc này cũng giúp quản lý người lái xe từ khi đào tạo, sát hạch, được cấp giấy phép lái xe cho đến quá trình chấp hành pháp luật, việc vi phạm tái phạm. Kết quả sẽ tác động tới hành vi, nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, giúp cơ quan quản lý giám sát toàn diện quá trình chấp hành sau vi phạm của người lái xe. Thưa quý vị, chiều 2 tháng 8 năm 2024, thông tin từ Bộ Công an cho biết cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Đinh Minh Hiệp, cựu trưởng ban quản lý khu nông nghiệp công nghệ cao, giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Chí Thân, giám đốc công ty Vạn Phát, cùng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3, điều 222 Bộ luật hình sự. Theo Bộ Công an, đây là kết quả mở rộng điều tra vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Trung tâm nghiên cứu triển khai khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ kỹ thuật TST, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị có liên quan. Bộ Công an cho hay các quyết định và lệnh tố tụng đối với hai bị can đã được tống đạt, thực thi sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho nhà nước. Theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, tháng 7 vừa qua, khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Nam Bộ chịu ảnh hưởng chủ yếu của rìa phía Nam rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc và Trung Bộ và gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh. Thời tiết khu vực phổ biến có mưa dông ở nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa lớn kéo dài gần như cả tháng. Mưa dông, lốc sét xuất hiện nhiều, gây ra thiệt hại cả về người và tài sản trên khu vực. Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ thông tin xu thế ESNO, trạng thái trung tính khả năng sẽ còn tiếp tục trong tháng 8. Nhưng qua đến tháng 9, 10, khả năng chuyển sang La Nina có xác suất 70%. Các sản phẩm dự báo mô hình của các trung tâm khí hậu thế giới hầu hết cho kết quả dự báo lượng mưa tháng 8 ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Nhiệt độ trung bình tháng ở mức xấp xỉ và cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,3 đến 0,8 độ C. Theo đó, tuần đầu của tháng ở thành phố Hồ Chí Minh, Nam Bộ chịu ảnh hưởng chủ yếu của rìa phía Nam rãnh áp thấp, có trục đi qua Bắc Bộ có xu hướng nâng trục dần lên phía Bắc. Gió mùa Tây Nam trên khu vực phổ biến có cường độ yếu đến trung bình. Áp cao cận nhiệt đới có trục đi qua Nam Trung Bộ và Nam Bộ lấn nhẹ về phía Tây. Thời tiết khu vực trong tuần giảm mưa phổ biến từ vài nơi đến rải rác với lượng mưa phổ biến từ nhỏ đến vừa. Nhiệt độ trung bình cao hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ từ 0,4 đến 0,8 độ C, dao động từ 27 đến 28,5 độ C. Tổng lượng mưa tuần thấp hơn trung bình nhiều năm, phổ biến trong khoảng từ 40 đến 120 mm.
Tuần giữa tháng, khu vực chịu ảnh hưởng chủ yếu của gió mùa Tây Nam cường độ yếu đến trung bình. Áp cao cận có trục đi qua Bắc Bộ và Trung Bộ, hoạt động khá mạnh trong nửa đầu tuần. Nửa cuối tuần, nâng trục lên phía Bắc và suy yếu, rút dần phạm vi hoạt động về phía Đông. Thời tiết khu vực phổ biến có mưa rào và dông vài nơi, chủ yếu xuất hiện vào lúc chiều tối, ngày nắng và khả năng một vài nơi có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C. Tổng lượng mưa phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 40 đến 120 mm. Nhiệt độ trung bình cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 0,5 đến 1 độ C. Tuần cuối tháng, khu vực chịu ảnh hưởng chủ yếu của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh, đề phòng khả năng có một vùng áp thấp mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão trên biển Đông. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục đi qua khu vực phía Bắc Bắc Bộ. Thời tiết thành phố Hồ Chí Minh Nam Bộ phổ biến có mưa rào và dông rải rác đến nhiều nơi, với khả năng có mưa vừa, mưa lớn ở một vài nơi. Tổng lượng mưa xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ phổ biến từ 70 đến 170 mm. Nhiệt độ trung bình cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 0,2 đến 0,7 độ C. Dự báo xu thế nhiệt độ trung bình tháng 8 cao hơn so với trung bình nhiều năm, kể cả nhiệt độ trung bình, nhiệt độ cao nhất và thấp nhất. Nhiệt độ trung bình phổ biến từ 27 đến 28,5 độ C, cao nhất phổ biến 32 đến 35 độ C, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 24 đến 27 độ C. Tổng lượng mưa tháng phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, trong đó tuần đầu và tuần giữa có tổng lượng mưa phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 10 đến 20%, khả năng sẽ có một đợt giảm mưa dài ngày trên khu vực. Đề phòng khả năng thiếu nước cho nông nghiệp, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ lưu ý vào tuần cuối tháng, người dân đề phòng dông lốc sét mưa đá trong những cơn mưa dông có khả năng gây ra thời tiết nguy hiểm, thiệt hại tài sản, gây khó khăn cho đời sống sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp thủy hải sản. Bộ Công an đang xây dựng dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm phục hồi điểm giấy phép lái xe. Nghị định nhằm quy định chi tiết một số nội dung tại luật trật tự an toàn giao thông đường bộ được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 vừa qua. Nội dung đáng chú ý tại dự thảo là Bộ Công an đề xuất hạ thấp mức phạt tiền so với Nghị định số 100 năm 2019, sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 123 năm 2021 đối với hành vi vi phạm về nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở. Theo Bộ Công an, đề xuất này nhằm phù hợp với tính chất, mức độ của hành vi vi phạm về nồng độ cồn. Với hành vi vi phạm nồng độ cồn vượt quá ngưỡng, mức phạt được giữ nguyên như quy định hiện hành. Cụ thể, dự thảo quy định phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ, nếu trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở. Quy định hiện hành, mức phạt này là từ 6 đến 8 triệu đồng. Vẫn theo dự thảo, mức phạt tiền 400.000 đến 600.000 đồng áp dụng với trường hợp người điều khiển xe mô tô gắn máy nếu trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở. Quy định hiện hành, mức phạt này là từ 2 đến 3 triệu đồng. Dự thảo cũng quy định phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với người điều khiển xe máy chuyên dùng nếu trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở. Quy định hiện hành, mức phạt này là từ 3 đến 5 triệu đồng. Theo Điều 9 Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ, một trong những hành vi bị nghiêm cấm là điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Điều này có nghĩa là nồng độ cồn bị cấm tuyệt đối khi lái xe điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ, không phân biệt loại phương tiện.